Xin chào quý vị và các bạn. Trong sáng sớm nay, bão Côn Sơn đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 5 trong mùa mưa bão năm nay. Trong thời gian tới, bão số 5 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, sau là Tây Tây Bắc về phía vịnh Bắc Bộ và cường độ mạnh dần. Do ảnh hưởng của bão số 5 nên trong hôm nay cũng như những ngày tới, hầu khắp khu vực Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa, sau đó là đến vùng vịnh Bắc Bộ và phía Bắc của ven biển Miền Trung, khả năng sẽ có thời tiết nguy hiểm với mưa lớn, gió mạnh, tình trạng biển động mạnh và gây trở ngại đến các hoạt động hàng hải. Tàu thuyền cần gấp rút tìm nơi trú ẩn, theo dõi sát sao các bản tin dự báo thời tiết để chủ động phòng chống an toàn. Trên đất liền, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Trung Bộ kết hợp với đới gió Đông Nam, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với tổng lượng mưa phổ biến từ 80 đến 150 mm, có nơi trên 180 mm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 250 mm. Ở các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm trên 24 giờ, có nơi trên 70 mm trên 24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Trong khi đó, tác động của rìa Nam giải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Trung Bộ kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình nên ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 40 đến 70 mm trên 24 giờ, có nơi trên 100 mm trên 24 giờ, mưa tập trung vào chiều và tối. Như vậy trong hôm nay, hầu khắp trên phạm vi cả nước sẽ rải rác có mưa dông với tâm mưa chính về đêm và sáng tập trung tại vùng Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nên người dân trên các khu vực được cảnh báo cần hết sức cẩn trọng với các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm.